thanh niên trai tráng lẻn vào quán trộm 3 thùng bia rồi tốc biến bỏ chạy. Chủ quán phát hiện kịp thời và cái kết. Mặc dù tướng tá đúng chuẩn là một thanh niên ưu tú, áo quần bảnh bao, đi xe tay ga đắt tiền, thế nhưng tên này lại có nước đi không ai ngờ tới khi lợi dụng chủ quán tạp hóa sơ suất đã lẻn vào để cưỡng đi 3 thùng bia Heineken. Với cặp mắt đảo như rang lạc để dò xét tình hình, thanh niên bảnh bao đã thành công ôm được 3 thùng bia rồi nhẹ nhàng phi ra ngoài để lên xe bỏ đi. Tuy nhiên thật đen đủi cho hắn ta khi cùng thời điểm này, chị gái chủ quán từ bên trong đã nhìn thấy nên liền đuổi theo. Phát hiện tên trộm đang rồ ga bỏ chạy, chị gái đã nhanh trí xô mạnh vào chiếc xe khiến hắn ta loạn choạng mất vài giây rồi ngã nhào cùng với 3 thùng bia vừa trộm được bên trên. Có lẽ thời điểm này nếu có người dân kịp thời trợ giúp thì tên trộm cắp đã bị bắt sống dễ dàng. Thế nhưng thật may mắn cho hắn ta, lúc này trên đường không có thanh niên, bản thân chủ quán là con gái chân yếu tay mềm cộng với tâm lý sợ hãi nên không thể giữ chân hắn lại cùng với chiếc xe. Đoạn clip khiến người xem ngán ngẩm trước sự túng thiếu làm liều của nam thanh niên. Rõ ràng, giao diện bên ngoài không hề đến nổi, nhưng hệ điều hành bên trong lại là một tên trộm cắp. Chỉ tiếc rằng chủ quán không bắt được hắn ta, nếu không cộng đồng mạng sẽ được fan chiêm ngưỡng bộ mặt thật ấy. Một bộ mặt làm gia đình họ hàng từ chối nhận là người quen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.